Con đi không? Đi học chiếc nào? Đi học chiếc nào? Chiếc bé. Đúng rồi. Bà đi ấy. Chuối khô đấy con. Chuối khô để làm bánh cho chị kìa. Làm bánh thì ăn chứ. Con ăn không? Thế mà chuối bé. Đấy. Thế làm một nửa thôi mà. Làm bánh con đấy con ạ. Con liếm thêm. Còn thế. Nóng nước rửa con. Làm nước nóng này, nước sôi ấy. Mấy con chả đi làm chứ mà. Con ăn đi chả. Rửa sạch đấy con. Mình có ăn liền. Mình chẳng ra nhé, nhắc đổ nhé. Nước nóng nhé. Bác ơi. Bác đây này là chuối đây, con đi theo không? Cái này cây chuối mà con. Thank you.
để cho bác. Con ơi, về nhà đó. Bác ơi, ăn được không? Nóng lắm con ạ. Được rồi. Được rồi. Bác ăn được không? Gì đây? Chưa đâu. Tí nữa. Có cái này nên ăn chưa? Chưa. Tí nữa mình còn làm bánh mà. Làm bánh thì mới ăn được mà con. Làm bánh chuối á. Vâng. Dạ. Mình thích không? Thích có. Nó nát không? Nó nát không? Đúng rồi. Chưa nên ăn nữa.
gói vào lá đi, lá không đồ lên nó mới ăn chín mới ăn được chứ. Mấy thằng cho bác đi. Nhìn ngon không? Có. Tí nữa ăn con ăn mấy cái? Ăn
làm cá nhiều hết luôn. Con vừa ăn vừa thổi nhé. Ngon không? Ngon. Ngon lắm à? Ăn đi, con ăn đi. Nó nghĩ con ấy, nó phịt cho cười như tiếp này. Thấy con cười kìa. Nó rửa mặt kìa. Đấy. Đấy, yêu con kìa. Nó rủ con nằm cùng con đi. Nằm cùng nó ấy. Đấy. Gì đấy? Bác làm bánh chưa? Bánh chuối nè, bánh trắng nhân đậu xanh nè. Thế á? Hey.
bánh vào ấy. Bác sẽ bắt công việc làm gì? Kiểu này mới gói được, gói xong là mới lấy lên đồ. Lấy lên xong là mau về tặng cho chị. Lấy để ăn, chín thì ăn thôi. Chín thì ăn rồi mang cho chị á. Làm quà bánh để tặng cho chị à? Xong chưa? Ừ, con dịch ra một tí. Làm thế này mà, thế này. Đúng rồi. Vẽ quá. To hơn một tí nữa. Lấy cục như này này. Đấy. Đây. Đấy, nặn tròn vào. Nặn giống tròn giống như bánh xuyên nhỉ. Đấy, đây này. Con làm tròn rồi. Gọi con chim. Con chim có cù à? Con gà chim. Ôi hay thế. Hát bài nào đi. À nhớ giỏi thế. Con thổi sao hát một bài cho bác nghe. Bài gì thế? Bài chú mơ đội. À chú mơ đội. Hát một bài nữa xem nào. Làm cho nó này.
biết gói đâu. Con không gói được đâu mà. Mới làm không? Mới làm không? Giỏi thế. Đúng, lật. Đúng. Lật trò đấy. Có phải làm cái này. Không có làm đâu. Đúng rồi. Tay này nữa. Đây. Cái này nữa là xong. Hết rồi. Đây. Được một sọt đây thôi nha. Đừng tìm lúa con. Đấy, cái gì đấy? Doraemon. Doraemon. Lấy nó ra thôi. Con không lấy ra. Nó còn tránh ra. Ủa đừng đừng. Để cả sọt vào mà. Đây nè, nhấc cái này. Đấy. Thế thôi. Một lúc nữa được ăn á. Thèm lắm chưa? Thèm rồi. Thèm lắm rồi à? Con rất thèm rồi. Thèm lắm rồi nè. Ba. Dính rồi. Dính ra. Đấy. Nóng lắm con ơi. Thèm lắm à. Nóng lắm. Đây à. Con nóng quá con ơi, để bác lau đây. Con nóng. Để con hết nóng rồi, ăn thôi. Hết nóng rồi ăn thôi, hết nóng rồi ăn. Bác luôn ăn. Ôi nóng quá con ạ. Đây, để bác làm cho con nào. Nóng.
để cho được nguội ăn nhá. Bác cho con với. Đây này, thì bác lau cho con. Con không biết lau này. Con biết lau mà. Chuối. Con ăn bánh này hay bánh này? Bánh này. Con ăn bánh này à? Chẳng ngon ấy. Còn có nhân nữa. Đúng rồi. Còn nóng quá. Bóc cho ra này. Con ăn mấy cái? Con ăn 2 cái. Ăn 2 cái. Nó tay. Đấy. Nè. Đây. Tay đây. Tay giơ tay cao lên. Không biết cầm. Ngon không? Vâng. Đau bác cho con nha. Còn nóng quá. Còn nóng có ăn được. Từ đó để bóc cái này ra này. Đây này, còn dính. Này, con ăn này. Đây này con. Bỏ cái đây. Ngon. Ăn đi. Ngon không? Đang nóng nhỉ. Có ăn của bác mang vậy con ngon. Ngon mà. Con. Lấy đi cho ba một cái. Con mở cửa bác này làm gì đây? Anh ở nhà chơi nhá. Ngã.
Thật khổ quá, không mọc được. Thật đúng. Khổ quá, thiếu nước. Cái này vừa mới mọc mầm, mầm mới. Khổ quá. Đẹp thế. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Sắp tối đến nơi mới chưa đi về. Con muốn ăn cái gì, con đi lấy đi. Em uống thứ gì? Uống cái này á? Không uống cái kia đâu, uống sữa kìa. Uống sữa Milo này này. Đúng ạ. Con lấy cái này đi.
Đây là gà mới nở. Kích. Xinh thế nhỉ. Con gà con xinh thế. Xinh thế. Kích. Đi với mẹ đi. Rất đói rồi, đòi ăn rồi. Tối rồi vẫn chưa thế đây. Bánh gì này? Chắc hôm nay mới làm nó ấm ấm ăn cái mà. Bánh nhân đối với thịt à?